vô móc vô reno mà không biết mẹo này là dở rồi. Nghe nhạc YouTube mà tắt được màn hình. Bây giờ mở YouTube và vuốt thanh bên, chọn phát dưới nền. Lướt đọc tin tức hay tài liệu mà muốn dịch sang tiếng Việt, vuốt ngay thanh bên, chọn dịch màn hình, cực kỳ là dễ luôn. Sắm ngay Oppo Reno 8 giá trị hơn 8 triệu tại Sephora.